Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Lóc của Hải. Nội dung trong video này mình sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về dự án Sierra Bank nha các bạn. Thì hiện tại nó đã có một cái phiên bản mới trên CH Play. Các bạn nào mà chưa tải thì các bạn phải tải phiên bản mới về nha các bạn. Thì phiên bản cũ thì các bạn xóa phiên bản cũ nha và các bạn lên CH Play nha. Đây, khi mà các bạn lên CH Play các bạn tìm kiếm đó là Sierra nha. Sierra, đó là Sierra Bank nè. Thì đây là cái ứng dụng của chúng ta nè, các bạn bấm vào. Thì ứng dụng của chúng ta hiện tại nó mới cập nhật nha các bạn. Đây, Sierra Chain nha. Đây là từ Wata IT nha các bạn. Thì các bạn cài đặt nha. Hiện tại các bạn xóa phiên bản cũ, các bạn mới cài đặt phiên bản mới nha các bạn. Các bạn xóa phiên bản cũ đi. Còn mình ở đây cài đặt rồi thì mình sẽ tiến hành mở ứng dụng lên nha các bạn. Thì hiện tại nó có một cái giao diện mới nha các bạn. Thì ở đây nó có một số cái cập nhật mới nha. Đầu tiên thì các bạn bấm vào cái Sierra Touch này nè. Thì nó sẽ hiện ra những cái phần mà chúng ta đã làm nè các bạn nè. Đây, nó hiện lên những cái tích xanh như thế này. Và đặc biệt là cái phần mà B2B nè, hiện tại nó vẫn chưa có tích xanh nha các bạn. B2B là nó vẫn chưa cho chúng ta nha. Thì như của mình cũng chưa vượt qua xác minh B2B nè các bạn nè. Đây, của mình, bạn nào vượt qua xác minh thì nó sẽ điền vào Verify B2B. Thì nó hiện lên màu xanh ở đây, còn mình vẫn chưa nha các bạn. Thì hiện tại cũng có rất nhiều bạn chưa vượt qua xác minh B2B các bạn. Và nhiều bạn đặt ra câu hỏi là hiện tại nó đóng xác minh B2B rồi, nó có mở cho chúng ta xác minh B2B lại hay không? Thì theo mình nghĩ là có nha các bạn. Tại vì hiện tại bên dưới nó chưa cho xác minh B2B mà. Và trên trang Twitter của dự án á, nó vẫn chưa có một cái thông báo cụ thể về việc xác minh B2B này đâu các bạn. Những cái mà xác minh B2B á, đều là do chúng ta tự tìm hiểu và chúng ta tự làm, người này chỉ cho người kia làm, rồi những anh em YouTube á, chỉ cho nhau làm, chứ dự án á, họ chưa có một cái thông báo cụ thể về cái việc xác minh B2B này. Thì theo cá nhân của mình, quan điểm của mình thôi nha các bạn. Thì hiện tại á, cái xác minh B2B đó chỉ là xác minh B2B trong giai đoạn đó là thử nghiệm thôi các bạn, thử nghiệm ở một số lượng nhỏ thôi, cho nên nó rất là lan luôn. Và khi mà hiện tại nè, nó chuẩn bị cho, theo cá nhân mình dự đoán, thì nó chuẩn bị cho xác minh B2B trên diện rộng nha các bạn. Đấy, cho nên các bạn nào mà chưa vượt qua B2B á, thì các bạn cũng đừng quá lo lắng. Dự án khi nào thông báo á, thì chúng ta mới đó mới rõ ràng nha các bạn. Các bạn cứ việc hàng ngày nè, vào đây điểm danh để mà nhận hai cái đồng ST nha các bạn. Đấy, các bạn cứ việc siêng năng chăm chỉ nha. Cái dự án này á, là chúng ta chăm chỉ nha các bạn. Chứ các bạn, nhiều bạn nói là mời bạn bè là được nhiều, không đâu các bạn. Mời bạn bè á, mà bạn bè các bạn vượt qua được KIC á, các bạn mới nhận được cái đồng Sierra nha. Còn nếu mà các bạn mà không mời bạn bè, các bạn đào solo á, mà các bạn chăm chỉ á, các bạn cũng nhận được khá là nhiều cái đồng Sierra nha các bạn. Rồi tiếp theo đó là các bạn bấm vào cái phần cạc nè. Thì tại đây nó có hai cái ví các bạn. Đây, các bạn bấm vào cái ví bên trên nè. Cái ví màu trắng á, đây là cái ví MetaMask nha. Cái ví MetaMask mình liên kết nè. Bên dưới là nó không có cái gì hết các bạn. Bên dưới là những cái đồng này không có nè. Rồi tiếp theo đó là cái ví bên quý màu đỏ nè. Cái ví màu đỏ cam nè. Đây là nó hiện lên cái hình Sierra màu đỏ cam nè. Các bạn bấm vào. Thì đây là cái ví Sierra của các bạn nha. Đây, nó có những cái đồng nè. Sierra Token nè. Sierra Rep nè. Rồi có cái SUSD nè các bạn nè. Đấy. Đây là nó có hai cái ví nha, đây hai cái ví. Còn bạn nào mà mạng lan á, tạo ra 4-5 cái ví thì kệ nó các bạn. Các bạn chú ý là cái ví màu cam này nè là cái ví chính của các bạn nha. Cái ví nào mà các bạn bấm vào á mà nó hiện ra những cái đồng ở đây nè là cái ví chính nha. Rồi tiếp theo các bạn bấm vào cái phần wallet nha, tức là cái phần ví của chúng ta nè, thì nó hiện ra cái ví chính nè, đây cái ví chính nha, đây cái đồng ST này thì các bạn có thể bấm vào đây để mà swap. Bạn nào á mà vượt qua xác minh B2B rồi, các bạn bấm vào đây nè, cái hình dấu mũi tên đảo chiều nè, các bạn bấm vào. Đây, mình chưa vượt qua KIC cho nên nó chưa cho mình swap nha. Còn bạn nào vượt qua rồi á, thì các bạn có thể swap từ cái đồng Sierra Token này nè sang cái đồng Sierra Coin nha. Thì cái đồng Sierra Coin là cái đồng coin chính của dự án nha. Đấy. Rồi tiếp theo các bạn bấm vào cái phần này để mình xem cái phần này là cái gì. Cái phần này chưa có cái gì các bạn. Còn cái phần này là... cái phần này là cái phần gửi nè, gửi. Các bạn có thể nhập địa chỉ người nhận vào đây để mà các bạn... gửi cho người đó cái đồng ST nha các bạn. Đấy. Đấy thì hiện tại nó cập nhật cái ứng dụng mới thì nó cũng chỉ vậy thôi các bạn, nó chưa có một cái gì cụ thể nha. Và xác minh B2B thì vẫn chưa biết khi nào nó mở ca xác minh B2B cho chúng ta nha các bạn. Hiện tại nhiệm vụ của chúng ta là cứ việc sau 24 giờ vào bấm khai thác một lần nha các bạn. Rồi và đến thời điểm hiện tại nó vẫn cho chúng ta khai thác miễn phí nha. Bạn nào chưa khai thác thì các bạn có thể click vào đường link bên dưới phần bình luận để mà đăng ký khai thác nha các bạn. Video chia sẻ của mình đến đây đã kết thúc và các bạn có thể nhấn nút đăng ký và bật chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.